nhiều hòn banh ít, hòn banh lá, còn banh quy. Thôi thôi, rồi bị bóng. À, đúng rồi. Alo nhá. Đúng như mẹ anh ăn xa quá. À, đúng rồi. Bằng vôi tôi. Bằng vôi tôi. Dưới đá. Đây là cánh móng vôi tôi nè. Dạ. Chúc. Đây cách tôi. Rồi chú chỉ tay lên. Sợi dài quá bạn. Nó thành tạo thành một cái góc vuông bên kia ha. Nó xây dựng cái chiếu nước. Dạ. Tường này cũng làm sao? Sao hả? Đấy, trong đất liền là ba cái rồi vài đảo. Dạ cái năng lượng.
Cả số bác thấy gì giá lắm thôi. Vậy rồi con cây chanh có trái á. Bây giờ bán đốc Tân Thanh được không anh?
thì đan hay lậu nhưng tôm tôm bự bao Mỹ ở bàn thơm vậy. Phải nỗ lực cố gắng á. Chú đứng lên là chú ngồi xuống giùm con cái. Dạ. Rồi ngồi xuống, à đúng rồi. Kiến nung nung thì muốn men thoa và dội trên. Tới. Này làm thùng này ra tí rồi. Ờ cứ lên đâu sao đâu. Thế không đứng lên đâu sao đâu sao. Thế là ngày đi máy 2 buổi. Thế nên điểm liên lạc báo cáo thì công việc. Alo, lúc này cần thơ, lúc này cần thơ. Thì hình các bao nhiêu hoạt động bình thường, con số chạm đủ 7/7. Rồi dẹp đi anh, rồi. Rồi, sổ đó mình làm cái gì? Rồi, mở đi rồi, dạ. Quế đưa anh quế nhiều lên. Dạ. Rồi, ra đi anh. Rồi chỉ lại. Rồi đúng rồi. Cái gì nữa? Vậy thôi đúng không? Rồi. Dạ. 8 ve thôi là đã đủ. Ở đây có 8,5 ve. Đó là những người dưới. Anh cứ làm tự nhiên. Chờ cho nó chạy lên chơi. À, đủ một lần nữa. Đó. Đâu cái cục đúng rồi. Ờ. Khoan từ từ nha, từ từ nha. Chắc chắn là axit không anh? Anh xem đây.
cái đó. Có cái đen đen đấy nữa, nó ở giữa, trong cái đen một cái, bên ngoài cái đen một cái nữa. Rồi, dập lên. Rồi, đúng tay cho chạy đi. Rồi. Phần nữa. Rồi, dòng quanh đi, dòng quanh đi. Rồi, quay về phía em nè. Rồi, mở, đóng, đậy. Đấy. Chưa nha, em kêu mình làm. Rồi anh bấm đi. Rồi gọi thấy rồi, bốn cái gì. Không, sẵn có anh đây bận đồ nè, anh lên thăm đèn cho em luôn. Ngồi xuống đàng hoàng. Bắt đầu. Rồi chuẩn bị nha, rồi để lại. Rồi để lên đâu? Đúng rồi. Bấm đi. Phỏng vấn giờ này thì chỉ thấy cái mặt ảnh thôi chứ không thấy gì hết. Tùy em, rồi qua luôn, đi vòng qua luôn.
quay bên anh nhé. Dạ. Quân sự bên này đứng quay.